cảnh báo trệch làn đường. Cảnh báo trệch làn đường sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu người sử dụng. Tốc độ kích hoạt là 30, 45, 60, 75 km/h. Với chiếc xe này đã được cài đặt bắt đầu cảnh báo ở 45 km/h. Khi xe đi dưới 45 km/h, tài xế không bật xi nhan, cảnh báo sẽ không phát ra. Khi xe đi trên 45 km/h, có hai trường hợp xảy ra. 1. Khi tài xế không bật xi nhan mà chuyển làn, hệ thống hiểu tài xế mất tập trung hay buồn ngủ, lúc này cảnh báo sẽ phát ra bằng âm thanh và rung. Riêng tính năng cảnh báo trệch làn đường này, để tránh phiền nhiễu, tài xế có thể tắt cảnh báo âm thanh và chỉ để chế độ rung. Khi tài xế chuyển làn có bật xi nhan, hệ thống đã hiểu tài xế chuyển làn có chú ý, nên sẽ không đưa ra cảnh báo.